không dám trốn chạy vì phía trước còn tương lai không dám gục ngã vì phía sau còn gia đình không dám ngơi tay vì trên vai còn gánh nặng không dám từ bỏ vì trách nhiệm còn quá nhiều trên đầu không có ô che chắn thì bắt buộc phải chạy cho thật nhanh phía dưới không có ai nâng đỡ thì phải tự thân mình mà cố gắng trái phải không có tay vịnh thì phải đứng cho thật vững vàng trước mặt không có ai dẫn đường thì phải soi cho thật kỹ càng. Đằng sau không có người chống lưng thì tuyệt đối không được ngã gục. Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy. Cuộc đời này luôn đầy giấy trông gai. Ngần cao đầu mà bước tới tương lai. Đừng mong đợi bất kỳ ai giúp đỡ. Dựa vào núi núi sẽ lỡ. Dựa vào người người bỏ ta đi. Chỉ còn cách duy nhất là dựa vào chính mình mà thôi đói thì đầu gối phải bò, cái chân phải chạy cái giò phải đi, thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng anh trong lòng. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới hay, chẳng có hạt mầm nào mới gieo mà đã trở thành cây cổ thụ. Phải trải qua quá trình kiên trì nỗ lực thì mới mong đạt được thành công. Không trồng cây thì làm sao có bóng mát không chăm bón thì làm gì có quả ngọt. Không lao động chăm chỉ làm sao có thu hoạch. Không gieo trồng thì làm gì có chuyện gặt hái ở đây. Không học tập thì làm sao có kiến thức. Không rèn luyện thì làm sao có kỹ năng. Không hành động thì làm sao có kết quả. Không thử thách thì làm sao nên người. Lúc già rồi tôi mới chợt nhận ra, quý thời gian với tôi còn rất ngắn. Và tôi biết mình phải nên trân trọng những phút giây tôi có trong cuộc đời khi còn trẻ tôi đã không ý thức phí thì giờ vào những việc không đâu giờ mới biết thế nào là hối hận chỉ biết buồn ngẫm nghĩ trong cô đơn đoạn cuối rồi tôi chỉ chọn bình yên gác lại những cuộc vui thời non trẻ buông bỏ hết những điều không đáng có đoạn cuối rồi tôi chỉ chọn niềm vui bạc tiền danh vọng giàu sang trở về cát bụi chẳng mang được gì cớ sao cứ mãi sân si, hơn thua ghen ghét làm chi hỡi người. Bởi nên sống ở trên đời, đừng nên toan tính buông lời thị phi. Có tâm thì hãy cho đi, danh thơm tiếng tốt khắc ghi muôn đời. Giàu nghèo rồi cũng thành ma, bốn dài hai rộng cũng năm tất đào. Thế nên phải sống làm sao, tu nhân tích đức trời cao tỏ tường. Chớ nên gian dối bất lương, mưu hèn kế bẩn như người tiểu nhân kết bẻ kết phái dành phần bon chen đụt khoét nhiều lần làm chi xui tay nhắm mắt như nhau nghèo giàu rồi cũng cùng nhau xuống mồ đồng tiền nếu bỏ dấu huyền là tiên thêm dấu sắc là tiến thêm dấu nặng là tiện thêm dấu ngã là tiễn nếu có được nhiều tiền cảm giác sướng như tiên nếu biết sử dụng tiền cuộc đời sẽ thăng tiến nếu cứ cố giữ tiền sẽ thành người bần tiện nếu như lãng phí tiền nhà cửa cũng phải tiến chúc bạn sức khỏe hạnh phúc và thành công